Rồi, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người trở lại với góc nuôi cá của mình. Nếu mà hiện tại có bạn nào đó ghé thăm cái khu vực nuôi cá của mình đó thì chắc chắn bạn đó sẽ bất ngờ đối với những cái thùng xanh xanh gì đây. Một nè, hai nè, kể cả những cái khay ha, kể cả những cái khay mà mình ngâm những cái vật dụng. Ba nè. Đó. Bốn nè. Năm nè. Tại sao mình sẽ phải làm như vậy mọi người? Không phải là cái đàn cá của mình mà nó bị bệnh xong mình sẽ phải xử lý như vậy ha, không phải đâu nha. Cái đàn cá của mình nó vẫn khỏe mạnh bình thường. Mình share cho mọi người hết cá rồi thì mình bắt đầu mình dọn hồ và mình vệ sinh hồ mà, thì mình sẽ ngâm như vậy đó. Cái cách này nó sẽ giúp cho mọi người rất là nhiều trong cái việc là muốn cái đàn cá có bảy màu của mình nó phát triển tốt và sống khỏe nha. Thì cũng như là coi như là các bạn mà chăn nuôi mà lâu năm á, thì các bạn cũng phải phơi chuồng, dọn chuồng rồi các kiểu đó. Nè, những cái khay này mình không có tháo ra để mà mình phơi nắng được. Nếu mà mình phơi nắng được á, thì mình đã đem ra ngoài đó mình phơi nắng 1-2 ngày, xong rồi mình đem vô mình ngâm trở lại như vậy. Đó, cái này mình đã phơi nắng rồi, mình ngâm để mà mình ra cá con. Ha, trong video trước mình cũng đã có nói rồi ha. Đó, mình sẽ phải ngâm như vậy. Ha, thậm chí mình có thể bỏ ra thời gian cả tuần để mà mình ngâm, mình phơi như vậy luôn. Trong đây thì mình có muối xanh metilen thì hiện tại nè, muối đó, muối mình vô liều rất là đậm, nếm nước thì có thể nói là nó mặn luôn đó các bạn, nó mặn luôn đó. Đó thì tại sao mình phải làm như vậy? Tại vì một cái khay mà các bạn sử dụng nuôi nhiều lứa cá bảy màu cho một cái hồ thì những cái lứa cá bảy màu càng về sau á thì nó sẽ càng dễ bị bệnh nha mọi người, rất là dễ bị bệnh ha, và cũng rất là khó trong việc là phòng 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 ngừa nấm bệnh cho cái đàn cá của mình. Nó rất là khó tại vì có thể nói là cái độc tố, cái nấm bệnh đó, cái mầm bệnh đó, nó sẽ tích tụ càng ngày càng nhiều, sẽ tích tụ trong cái thành hồ, trong những cái kẹt hồ đó, càng ngày càng nhiều. Cho nên là khi mà bạn nuôi càng nhiều đợt cá bảy màu cho một cái hồ mà bạn không xử lý cái hồ đó đó thì rất là dễ bị bệnh. Các bạn chăn nuôi cũng vậy, coi như là cái hồ đã nhiễm bệnh rồi ha, cái hồ đó mặc dù con cá nó không bệnh nhưng mà cái hồ nó đã nhiễm bệnh rồi, mình phải xử lý cái hồ đó trước khi mà mình vô đàn cá mới để mà dễ dàng giúp cho các bạn thuận lợi và dễ dàng nhất hơn trong việc nuôi cá và cũng như trong việc là phòng ngừa nấm bệnh cho cái đàn cá của mình ha. Mình mỗi lần mà mình hết cá mình xe rồi là mình sẽ phải ngâm hồ vậy, mình bỏ cái hồ đó ra mình ngâm tới lúc mà mình ngâm vậy hoài luôn á. Có thể nói là mình ngâm về hoài luôn nè, tới lúc mà mình có cá thì mình lên lại mình xúc, mình rửa, mình chà lại một lần nữa rồi mình lên. Ê, đổ nhiều quá rồi mình mới lên lên cá mới vô ha, coi như là một cái hồ mới, xử lý thành một cái hồ mới, thả cá mới vậy đó thì nó sẽ hít liền. Các bạn biết đưa đồ mới vô thì nếu mà cá nó chịu rồi á, không, cá nuôi nhà mà đâu cần phải thuần nước gì, đưa lên là nó chịu liền, là cá nó mau lớn lắm, nó dễ dàng trong việc mà ấy luôn. Và cái nữa là nó rất là nó ít bị nấm bệnh nha, tương đối có thể nói là nó dễ dàng hơn trong việc mà cho các bạn phòng ngừa nấm bệnh. Cho nên là mình khuyên mọi người, nếu mà một cái đàn cá lớn các bạn xuất chuồng hết rồi, các bạn bán rồi hết rồi, hoặc là các bạn cho hết rồi cũng vậy nè. Cái hàng rồng mà mình share cho mọi người bây giờ hiện tại thì mình chỉ còn có thằng BDS nè, được như đây rồng BDS thôi ha, không có nhiều nữa ha, không có nhiều nữa. Với lại mấy cái đàn cá con mà mới vừa lên đó, 1 2 3 4 3 khay bên đó. Với lại một thùng bên đó nữa là 4 khay đó. Bên đây nữa nè, hàng tơ không à. Cái hàng này là cái hàng mình share 80 ngàn một cặp cho mọi người nè. Bây giờ là mình chỉ còn như đây thôi. Cái hàng ri bông mình đã hết rồi. Đó, cái thùng ri bông ở dưới nè. Mình đã hết rồi. Thì mình bắt đầu là mình ngâm. Mình ngâm luôn. À, mình tiến hành mình ngâm đó. Chừng nào mà cá nó có đẻ nữa mình lên cá con hoặc là mình soạn cá gì đó thì mình lôi mấy cái hồ ngâm đó ra mình xài đó. Cái hồ đó thì sẽ đảm bảo hơn là cái hồ mà đã nuôi cá rồi rồi các bạn đem các bạn nuôi nữa, nhiều đợt cá trong một cái hồ cho một nuôi chung một cái hồ thì nó rất là dễ bị bệnh, mình thiệt luôn á. Cũng như là nhiều bầy gà mà bạn nuôi, cũng như một năm mà bạn nuôi cả chục ấy, một năm mà bạn nuôi được 3 đợt gà đúng không, 3 đợt gà từ nhỏ tới lớn 3 tháng. À, được 4 đợt mà bạn nuôi luôn tuần, bạn không có thời gian bạn phơi chuồng không có gì hết thì nó dễ bị bệnh dữ lắm, dễ bị bệnh này dễ bị bệnh kia, mầm bệnh rồi nó tích tụ lâu ngày á.
rồi, dễ dàng. À, đây là cũng là một cái cách để mà cho mọi người phòng ngừa nấm bệnh một cách hiệu quả nha. Đó. Thì hôm nay mình nêu lên cho mọi người xem để mà tham khảo, rút kinh nghiệm. Tại vì mình thấy có nhiều trường hợp á, nhiều bạn nhiều trường hợp á, cái hồ này mình chà rồi, nay nó đóng lại nữa nè. Chà rồi mình mới thả cá này đó, mình chà mình ngâm thời gian mình mới thả cá này. Đó. Thì nhiều trường hợp á, các bạn mới vừa vớt cái đàn cá lớn đi thì cái hồ còn cái hồ thấy cũng còn sạch quá, nước trong quá, ngon quá. Cứ mình lấy cái nước đó mình nuôi lại cái đàn cá con ha. Nhưng mà đâu có ai đâu mà để ý là cái mầm bệnh nó đã tích cụ trong đó càng ngày càng nhiều, tích tụ qua thời gian càng ngày càng nhiều đâu ha. Cá nó sẽ rất là dễ bị bệnh khi mà nuôi kiểu như vậy. Đó, mọi người nhớ ấy nha, để ý một chút xíu. Tại vì bình thường á, thời tiết bình thường á thì cái con cá bảy màu này nó rất là khỏe, nó thích nghi được, nó rất là khỏe, nó rất là ít bị bệnh. Nhưng mà khi mà những cái thời tiết như vậy nè, ui ui như vậy nè, các bạn thấy nắng nắng không nắng, mưa không mưa, mà trời thì oi hoặc là trời nắng rất là dữ tới khuya cái mưa đó, lúc đó thì cái đàn cá của mình nó rất là dễ bị bệnh. À, mấy bữa đó là mình có thể nói nếu mà trời mưa ban đêm á, nhiều khi á mình nói thật, nhiều khi á, nửa đêm mà mình phải ra mình thăm coi cái hồ cá của mình nước đồ nó có đảm bảo hay không, có bị cặn đáy nhiều hay không. Nếu mà bị nhiều á là mình phải hút cặn cho tụi nó đó, chứ không phải là ấy đâu, chứ không phải là bỏ luôn tới sáng đâu. Bỏ tới sáng là thấy có cá bệnh liền chắc luôn, nếu mà cặn nhiều đồ. Bữa nào trời mưa á mà cặn nhiều rồi tới sáng cá bệnh liền. Đây là những gì mà mình muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay nha. Nè, để dẫn mọi người qua xem cái bầy rồng sọt giống của mình mới vừa tiễn cách đây mấy ngày ra hàng giống nè, Indo nha. Đó, được có nhiều đó giống đó. Thì hàng giống mình bây giờ là mình tiễn ấy hết, thật sự với mọi người là mình tuyển giống mới hết, mình tuyển cá tơ hết, mình ít có để cá già lắm. Nếu mà cá già thì mình chỉ còn có tụi này nè, tụi này là cũng trống cơ nhưng mà mái nó hơi cứng chút xíu, mái nó đẻ lứa hai lứa rồi. À, đó, số lượng khá là nhiều BDS nha, tại vì tiếc mái mọi người, thật sự rất là tiếc mấy con mái này. Mọi người thấy cái vây lưng của nó không, cái đuôi cái vây lưng của nó không, mình nói thật chứ hết hồn thiệt. Nhiều khi mình xem mà mình chắc hà hoài luôn á. Đó, các bạn thấy không, đây nè, trong đây mình còn mái bầu nè, đem ra để đẻ nè, tới nay chưa chịu đẻ nè. Bên đây một con nữa nè, đâu rồi, ở trần chiếu lên thấy kỳ quá, đâu rồi cái con nè mọi người. Đẻ chưa? Sao thấy bụng xẹp vậy? Chưa. Chưa ha. Đó. Hắc bê rết nè, mình cũng mới vừa cái bầy này, cái hồ này là nuôi cá giống từ trước đến nay. Ha, khi mà ấy rồi đó, thì mình cũng sẽ phải dọn hồ. Đây cũng hắc bê rết nữa nè. Hàng này chỉ có 50k một cặp thôi nha mọi người. Đồng giá 50k, hôm bữa mình công bố với các bạn rồi đó, đồng giá 50k. Ha. Mình cũng dọn dẹp đồ lại hết. Ba cái này là ba cái cặn cá hút ra nó còn đọng lại đó. Một lát mình cũng sẽ phải dội. Đây cũng HP Red nữa nè. Hàng này thì hơn ha, hàng này thì mình sẽ bán mắc hơn, hàng này thì mình sẽ bán 100k lận. Tại vì máy đồ trống đồ hàng này là tuyển tuyển trong đó ra ha, dưỡng cho sung rồi thấy nó rủ rượi hơn bên kia khá là nhiều. Đó, bây giờ thì cá nếu mà cá đang xe thì mình chỉ còn có HBR này một nè, đồng đỏ BDS nè, còn vài cặp nè, với lại Corret. Corret nè. Hôm rồi có nhiều bạn hỏi Corret của mình nữa, nhưng mà do là ship đồ quá.
nhiều khi mình sợ á, đùng cái trong vòng ship tới nhà thì phải 2-3 ngày nó mới tới phải không, nhưng mà đùng cái trong vòng 2-3 ngày đó cái khu vực của các bạn nó bị cách ly hay gì đó thì chết, lúc đó là mình chết, xong luôn rồi đó. Các bạn nhận cá không được làm sao mà được, thành ra mình cũng ngán nhất là trong cái vụ ship trong khoảng thời gian gần đây, thành ra mọi người thông cảm nha, cá thì vẫn còn ở đây thôi ha, chưa có xe chạy hết trơn á đó. Sợ là sợ đụng cái mọi người lọt vô cái khu vực cách ly á thì nó sẽ không nhận cá được, mà không nhận cá được rồi đem về thì tất nhiên mấy con cá bảy màu này nó chỉ đi được một chiều thôi nha, mình thấy sức khỏe của nó đảm bảo chỉ đi được 3-4 ngày mà một chiều thôi, tới tay chủ, tới tay của người mua, còn nếu mà không tới tay đem về là chịu không nổi, thành ra mình mới không dám ship kiểu đó. Để mà êm êm hơn á thì mình sẽ ship cho mọi người nha. Ha, có nhiều bạn mà đòi chuyển khoản trước cho mình luôn mà mình không dám nhận, thiệt không dám nhận. Thôi rồi, bye bye, chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào video tiếp theo của mình. Thì tóm lại, rút lại từ đầu video tới giờ, cái ý mình muốn nói là các bạn cần phải xử lý hồ giữa những đợt cá với nhau, là các bạn không nên mà nuôi nhiều loại cá chung một hồ mà các bạn không cần không xử lý ha, xong đợt này các bạn xử lý, các bạn ngâm hồ đi rồi các bạn nhốt đợt khác vô đó, cái đó nó sẽ đảm bảo hơn cho mọi người, giúp cho cá bạn ít bệnh hơn. Thôi bye bye, chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo của mình nha.